Anh em thì chào mừng anh em quay lại với AZ2 Channel. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề là an toàn điện cho hồ cá ngoài trời. Thì sẵn cái dịp mà bão Trà My đang đổ bộ ở khu vực miền Trung, tức là khu vực Huế, Đà Nẵng thì đang bị bão tấn công. Thì tuy là mình ở miền Nam không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà cũng mưa suốt từ hồi hôm qua tới giờ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách để anh em đảm bảo an toàn điện cho cái hồ ngoài trời. Tại vì rất là nhiều anh em cũng muốn nuôi cá ở hồ ngoài trời nhưng anh em gặp khó khăn về vấn đề là dây điện. Tại vì anh em rất là sợ mà đi dây điện ra ngoài trời sẽ gặp những cái sự cố này kia. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm có thể giúp anh em đảm bảo an toàn điện cho những cái hồ ngoài trời. Thì đây là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu anh em. Đây là cái sản phẩm bằng nhựa nha anh em, nhựa ABS. Đó, cho nên nó rất là chắc chắn. Thì mình sử dụng cũng mấy năm rồi cho nên nó hơi bị ngã màu. Nói chung là ngã màu thôi, chứ lúc mới mua về thì nó sẽ trắng và nó đẹp hơn bây giờ. Thì cái tủ điện này á, thì nó là gần như là nó kín 100% luôn. Đây là bên trong nó nha. Thì đây là ở bên trong cái tủ điện. Thì bên trong tủ điện này sẽ có những gì? Đầu tiên là có ổ điện, có một cái công tắc nguồn để tắt toàn bộ điện trong này. Thứ hai là đây là những cái ổ điện cho những cái thiết bị điện khác, ví dụ là máy bơm nè, này cũng là máy bơm luôn, có công tắc thông minh luôn nè để điều khiển cái dàn tưới tự động. Đây là máy bơm cho hệ thống tưới tự động của mình. Rồi đây là máy sửa oxy nè, đây là cái adapter cho cái máy bơm, đây là cái adapter của cái máy bơm bao du. Nói chung là tất cả những cái thiết bị điện quan trọng mà có thể gọi là bị chập cháy á, thì nó đều nằm trong này hết. Cho nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là sẽ không có bất kỳ sự cố về điện nào có thể xảy ra cả. Đó. Đây là cửa đóng lại là gần như kín luôn nha. Cái tủ này là cái tủ kín 100%, nó không có bất kỳ cái lỗ nào hết. Cho nên khi anh em về á, anh em phải tự khoan lỗ và tự thiết kế. Thì nếu như anh em để ngoài trời á, sợ mưa á, thì anh em sẽ khoan lỗ ở dưới đáy nè. Đó, để đi dây điện vào trong đây. Để khi mà mưa nó sẽ không có bị dột, không bị lọt nước vào trong cái tủ điện của mình. Đó, tủ điện này thì chỉ cần đóng lại là ok. Đây có cả cái chìa khóa nữa ha. Này anh em khóa lại, để lấy chìa khóa ra là gần như là an toàn đối với trẻ em luôn. Trẻ em cũng tới không có mở được, phải có chìa khóa thì mới mở được. Thì đó là cách để mình đảm bảo an toàn cho cái hệ thống hồ cá ngoài trời của mình. Để đảm bảo là nó sẽ không gặp những cái sự cố về điện. Thì nếu như anh em cũng có nhu cầu, có quan tâm và mong muốn làm một cái hồ cá ở ngoài trời, thì anh em cân nhắc mua cái sản phẩm đó nha. Cái tủ điện này nó rất là an toàn. Thì ngoài cái tủ điện ra thì nó còn có vấn đề nữa là về dây điện. Nếu như anh em mà đi dây điện ngoài trời á, thì thực chất á, thì dây điện nó cũng đã có khả năng chịu đựng được thời tiết rồi. Người ta thiết kế dây điện là có thể đi được ở ngoài trời và có thể chịu được thời tiết. Tuy nhiên thì nếu anh em mà đi ngoài trời á, thì cân nhắc sử dụng dây điện tốt một chút, vỏ dày một chút để đảm bảo an toàn cho mình, cũng như là tránh những cái sự cố về điện có thể xảy ra. Ok, thì nếu như anh em quan tâm cái sản phẩm gọi là tủ điện này á, anh em bấm vào link bên dưới video để ủng hộ mình nha. Ok, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.